Sau đây là những điều cơ bản nhất mà mọi người khi mua máy giặt nội địa Nhật cần phải biết nha. Thì đầu tiên, cái điều cơ bản đầu tiên là cái máy giặt Nhật là điện 110. Thì mọi người phải cắm qua cục biến áp, chứ không là để nó cháy, nó lộn điện là nó nổ nha. Điều thứ hai là ba cái hộp này là cái hộp đựng. Này là đựng xà bông, này là đựng nước xả, còn đây là nước tẩy. Thì mọi người nhớ bỏ đúng nha, chứ đừng có bỏ lộn xà bông vô đây rồi nước tẩy, nước xả vô đây là giặt đồ nó không có đúng gì hết, nước thành ra đồ nó không có được thơm đó mọi người, giặt nó cũng không sạch nữa. Điều tiếp theo nữa mà khi mọi người dùng sấy á, thì 2-3 lần giặt thì mọi người lôi cái này ra vệ sinh một lần nha. Đó, bụi vải nó sẽ bám vào trong cái này nè. Mọi người sẽ lôi nó ra vệ sinh thường xuyên nha. Nhiều khách xài mấy năm luôn không vệ sinh luôn, nên nó đọng một đống bụi trong đây luôn nè. Dẫn đến máy nó không có sấy, nó không có nóng, rồi nó đồ nó cũng không khô nữa, rồi máy nó nhanh hư nữa. Đây. Còn đây là cái lọc bụi, lọc rác nè mọi người. Thì á là đồ của mọi người á, nhiều khi là nó sẽ có những cái rác, ví dụ như là tóc, thun nè, tiền nè. Khi mọi người giặt á thì nó sẽ bị kẹt cái chỗ này nè, thành ra nước xả nó không có thoát ra được nè. Bên em bán á, nhiều khách á, giặt tiền hả, nát bấy luôn, trong đây một đống tiền luôn, 500.000, 200.000 đem về vệ sinh quá trời luôn. Đó, nhiều khách không có biết cái này. Còn cái điều tiếp theo nữa là vệ sinh lồng giặt, là mọi người nhớ là phải vệ sinh lồng giặt định kỳ nha, 3-4 tháng một lần, hoặc là ít nhất là 6 tháng mọi người mua cái bột vệ sinh lồng giặt về, xong mình sẽ bỏ nguyên một gói vào đây luôn, rồi mình vệ sinh cho nó sạch ở cái phía bên trong này nè, ở phía dưới đây nè, cái lồng ở phía dưới đây nè, sạch sâu từ bên trong này luôn nha, để cho đồ nó không có bị hôi nữa, nó giặt đồ nó thơm. Chứ mọi người xài máy mà không có biết cách vệ sinh bảo trì rồi gì hết thì sao máy nó bền được.